Xin chào anh, hôm nay chúng ta sẽ nói đến bài học đầu tiên, đó là sử dụng phần mềm Guitar Pro. Cụ thể ở đây là phần mềm Guitar Pro 6 để trợ giúp cho việc học tập guitar online từ xa. Đối với những người học guitar từ xa, mình thường gửi cho mọi người các bài học guitar mà trong đó có chứa file được ghi sẵn dưới định dạng của Guitar Pro 6. Vì vậy điều cần thiết đối với mọi người là phải cài đặt chương trình Guitar Pro 6 lên trên máy tính của mình trước đã. Để có được chương trình Guitar Pro 6, mọi người lên trên mạng search dòng chữ Guitar Pro 6 Full Keegan and Sawbank. Có hai thành phần Sawbank là thành phần chiếm dung lượng lớn nhất, nó khoảng 1,1 GB, còn thành phần phía trước là Guitar Pro 6 thì chỉ khoảng độ 23 MB mà thôi. Thì cái Sawbank nó cho ta âm thanh thực, tức là khi mở cái chương trình lên thì cái guitar phát ra thì guitar ni lông nó sẽ có âm thanh của guitar ni lông, guitar acoustic âm thanh sẽ ra là âm thanh của guitar acoustic. Mọi người có thể chỉnh thành piano, chỉnh thành violon, thì mỗi lần chỉnh như thế âm thanh phát ra là âm thanh thực của các đối tượng đó. Cho nên cái phần thư viện âm thanh sau anh này nó là phần thêm, mọi người cài thêm cũng được mà không cài thêm cũng không sao, vẫn chạy được chương trình. Nhưng có người khuyên là nên cài thêm để được âm thanh nghe chất lượng hơn. Khi mọi người tìm ở trên này thì người ta có rất nhiều hướng dẫn về cách cài, tuy nhiên vì đây là phần mềm có bản quyền nên nó cũng hơi rắc rối một chút, mọi người chịu khó đọc hướng dẫn cách cài. Ở đây mình không đọc về hướng dẫn về cách cài. Khi đã cài chương trình lên trên chương trình Guitar Pro lên trên máy rồi thì biểu tượng của chương trình sẽ là hình như thế này. Ở đây chúng ta thấy có hình của cái GP6 đó, và có hình của móng gảy tích hình như hình trái tim. Và khi ta mở ra nó sẽ có hình như thế này. Hiện tại chương trình này không có file văn bản, không có file nào để nó chạy, cho nên nó sẽ chỉ có các mục đen đen ở giữa này thôi, khu vực giữa này thì không có gì. Tuy nhiên khi mình gửi cho mọi người về file chương trình học tập thì sẽ có file chạy. Ví dụ ở đây mọi người mình sẽ mở cái file mà mình đã thiết kế sẵn ra, giả sử như ở đây là mình mở file son dư, tức là gam son trưởng đó, thì mọi người sẽ để ý thấy đây chính là phần chính của cái chương trình này. Trong chương trình này ta có phần chính, chính là cái khu vực có bản nhạc màu trắng ở đây. Thì hôm nay mình sẽ nói qua về cách sử dụng Guitar Pro. Guitar Pro có những lợi ích như sau. Thứ nhất, nó giúp chúng ta phải đọc một bản nhạc mặc dù chúng ta không cần biết được các nốt nhạc. Bây giờ ta cũng giả sử tình huống là ta không biết các nốt nhạc ở trên này. Thông thường đối với chương trình Guitar Pro thì nó sẽ có hai phần hiển thị. Một là dòng kẻ ở phía trên, gồm có 5 dòng kẻ. Đây chính là nơi người ta vẫn biết các nốt nhạc ở trên đó, như những bản nhạc bình thường chúng ta thường biết. Và khu vực ở phía dưới là khu vực tab, TAB đấy, tab. Tab đó là một dạng định dạng mô phỏng 6 dây đàn của chúng ta. Nó có 6 dòng kẻ. 6 dòng kẻ này chính là 6 dây đàn của chúng ta, nhưng được đánh số ngược, tức là dây trên cùng, dòng kẻ trên cùng thì là dây số 1 trên đàn guitar, dòng kẻ thứ hai lại là dây số 2, cứ thế. Đó, nó bị đánh ngược với cái đàn của chúng ta. Mà mọi người muốn biết được nó ngược như thế nào thì mọi người vào phần view, vào phần instrument panel, hay là có một vài phiên bản thì ghi là key bass, drums and guitar, bật cái này lên. Đó, mọi người sẽ thấy đây chính là giao diện của cái cần đàn của chúng ta, và nó ngược thứ tự. Dây ở trên cùng này là dây mi, dây tiếp theo là dây si, dây tiếp theo là dây son, dây tiếp theo là dây la, re, tiếp theo là la, và tiếp theo là dây mi. Nó ngược với thứ tự cần đàn của chúng ta. Đó, thế thì để sử dụng phần mềm này chúng ta cần phải có file văn bản này. Thì quay trở lại vấn đề là chương trình này sẽ giúp cho chúng ta có thể đọc được nốt nhạc, mà có thể chơi được bản nhạc mà ta không cần biết nốt nhạc. Ví dụ như tôi cũng không cần biết các nốt nhạc ở trên này là nốt gì, các con nòng nọc ở đây nó là cái gì. Ta chỉ cần bôi đen cái khu vực mà ta cần chơi. Ví dụ ở đây tôi bôi đen khu vực ta cần chơi. Sau đó tôi ấn vào nút play. Nút play là ở phía dưới này hình tam giác. Ta thấy các giao diện của nó rất là thân thiện và dễ sử dụng, giống như các nốt điều hướng trên điện thoại di động hoặc trên các máy nghe nhạc chúng ta hay biết thôi. Ấn vào nút play, bạn sẽ thấy âm thanh nó phát ra. Đó, hiện tại âm thanh này phát ra là âm thanh của đàn guitar acoustic, tức là đàn guitar dưới sắt. Nếu mọi người không thích cái âm thanh này, mọi người có thể thay đổi âm thanh này bằng cách vào phần hình ảnh của cái bên tay trái, mạng bên trái, mục có hình ảnh của chiếc guitar. Ở đây mọi người có thể thấy được một cái giao diện mà nó có một cái cần đàn có đầy đủ 6 dây đàn của chúng ta. Phía dưới này là phần sau anh. Đó, đây chính là nơi mà ta có thể chỉnh âm thanh mà ta thích. Ví dụ bây giờ ta không muốn âm thanh là dây sắt, nghe nó không hợp với những người chơi guitar ni lông chẳng hạn. Chúng ta sẽ vào phần ni lông. Đó, mọi người sẽ thấy âm thanh nó thay đổi thành âm thanh ni lông. Tương tự như thế, nếu ai học guitar 12 giây thì ấn vào phần guitar 12 giây. Đó, âm thanh phát ra nó sẽ khác. Tương tự như thế, âm thanh của basso, âm thanh ukulele, thậm chí mọi người có thể giả lập là âm thanh của đàn keyboard, tức là đàn piano. Ví dụ ta có thể acoustic piano. Đó, vân vân. Tóm lại là chỗ này là chỗ mọi người có thể mày mò nghịch ngợm đây.
Mọi người muốn nghịch ngợm thành âm thanh gì thì có thể vào khu vực này. Tóm lại khu vực này chính là khu vực giúp cho chúng ta biết được cái cách chỉnh âm thanh trên chương trình này. Ngoài ra thì ở chỗ này ta còn có một chức năng nữa, đó là chức năng kẹp capo, dịch giọng. Ví dụ ở đây chúng ta thấy có standard, nghĩa là 6 dây đàn của chúng ta đều đang ở dạng chuẩn, gồm có mì, là rè, son, si, mi. Nhưng nếu chúng ta ấn vào vào cái mục capo chẳng hạn, thì tất nhiên là trước khi đó ta phải làm chương trình tắt đi đã. Đó, ta có thể điều chỉnh. Giả sử ở đây, đối với những người chơi guitar lâu năm rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái capo là gì. Nhưng mà với những người mới chơi thì chúng ta sẽ hình dung là capo là một dụng cụ giúp cho chúng ta có thể thay đổi được cái tông nhạc cao hoặc thấp bằng cách kẹp cái capo lên cần đàn. Thì ở trong chương trình Guitar Pro đây nó cũng có một cái công cụ giúp chúng ta kẹp capo. Bằng cách ấn vào cái capo, ta sẽ thấy fret 1 có nghĩa là kẹp ngăn 1, fret 2 tức là kẹp capo ngăn 2, fret 3 là kẹp capo ngăn 3. Khi đó âm thanh nó cũng sẽ thay đổi khác nhau, mọi người sẽ có thể thấy được âm thanh nó sẽ thay đổi khác nhau. Đó, lúc ấy âm thanh khác, bây giờ âm thanh khác. Thì cái này để có thể hiểu được cái phần này thì mọi người phải học một thời gian. Khi hiểu được cái chức năng của capo rồi thì sẽ dễ hiểu cái này hơn. Ở đây mình cứ nói tổng quan như vậy. Thế còn chúng ta có thể dùng cái này để kẹp capo cho đàn guitar ảo trên này. Thậm chí chúng ta có thể dùng cái này để chỉnh dây. Ta đánh dây rê, ta cho âm thanh dây rê phát ra. Đó, và ta sẽ lên dây đàn của chúng ta theo tai nghe. Tức là trên dây đàn chúng ta cũng đánh cái dây rê của chúng ta, sao cho âm thanh nó bằng với âm thanh mà dây rê đây đang phát ra. Tương tự như thế, nếu mọi người muốn chỉnh dây mi, ta có thể ấn kích vào phần dây mi. Đó, ta có thể thấy âm thanh mi phát ra. Như vậy thì qua đây chúng ta có thể có một cách được lên dây đàn bằng tai, đó là ta cho cái chương trình chơi trước các nốt mà ta đang cần nghe để lên dây. Rồi, phần bên cạnh của nó ở phía trên đó là phần nốt nhạc. Khu vực này sẽ là khu vực dành cho những người biết về nốt nhạc và rất hữu ích cho những người soạn ra bản nhạc. Ví dụ như mình khi muốn hướng dẫn mọi người về các bài guitar, các bài dạy guitar mình đều soạn trên cái chỗ khu vực này hết. Tóm lại khu vực này nếu với những người mới học thì chúng ta không cần quan tâm lắm. Còn những người mà học lâu rồi thì chúng ta nên sử dụng cái khu vực này để viết ra một bản nhạc. Nó có tất cả các chức năng mà đối với một người chơi guitar có thể có, từ việc chỉnh âm thanh to nhỏ, tạo nốt tròn, trắng, lặn, đen, thăng, giá, rồi tạo khóa nhạc nhịp 4/4, 6/8, 2/4, rồi tạo decor, coda, rồi chỉnh tay phải, tay trái, số nốt vân vân, rất nhiều, tất cả các thứ đều có thể nằm ở khu vực này. Khu vực phía dưới này đó là các âm ly. Ta cứ hình dung rằng đây chính là các bộ âm ly, như là chúng ta chỉnh âm ly ở ngoài dạp hoặc là ngoài loa vậy. Khi ở đây bạn tóm lại khu vực này mình không nói nhiều vì cái này các bạn mọi người phải tự học, tự mày mò. Mỗi lần mọi người sẽ chỉnh âm ly xem âm thanh nó thay đổi ra sao, nó ướt hay là nó khô, nó đanh hay là nó giòn. Thế khu vực C4, C7 này chính là nơi mà để chúng ta thêm các gam, các hợp âm vào trong một bản nhạc. Và khu vực ở dưới có micro chính là nơi để chúng ta đánh lyric hay là lời của bản nhạc vào đó. Thì cái C7, khu vực C7 và khu vực của micro này cũng giống như khu vực có cái nốt nhạc này, là dành cho những người viết bản nhạc. Còn đối với chúng ta, những người mới học guitar thì chúng ta không quan tâm với khu vực này lắm. Cái khu vực chính chúng ta quan tâm chính là cái bản nhạc này. Thì để chơi cái chương trình Guitar Pro này có lợi ích là gì? Nó giúp chúng ta chơi nhạc mà ta không cần biết nốt đó. Ví dụ ta muốn chơi cái khu vực này, chả biết nốt này là gì, ta cứ kích vào rồi đánh dấu cách ở trên bàn phím, ta sẽ thấy nốt nhạc nó chơi. Và nhiệm vụ của chúng ta là bắt chiếc heo. Để bắt chiếc heo thì mọi người phải có kiến thức về nốt nhạc. Nếu biết về nốt nhạc không thì mọi người phải có kiến thức về cách đọc tab ở phía dưới đó. Còn nếu cũng không biết cả hai thì mọi người có thể bôi đen cả khu vực đấy và xem các nốt nó di chuyển ở trên cái cần đàn minh họa ở phía trên đó. Ở đây thì mình muốn giới thiệu về cách học như sau. Khi chúng ta nhận được một file Guitar Pro thì chúng ta mở nó ra, nó sẽ có một bản nhạc ở giữa như thế này. Và khi chúng ta học thì chúng ta sẽ làm cách như sau. Ta bôi đen từng khu vực mà ta cần học. Ví dụ ta bôi đen khu vực son trưởng như thế này. Ô nhịp đầu tiên là son trưởng đó. Ta cho máy nó chạy và ta cầm đàn lên đánh theo tốc độ bằng nó. Nếu ta thấy tốc độ nó không khớp lắm, mình có thể chỉnh tốc độ nó nhanh lên hoặc chậm đi. Khu vực chỉnh tốc độ nhanh lên hoặc chậm đi chính là khu vực ở phía bên tay phải phía dưới, nơi có số 1.0 này, 1.00. Bạn kích vào đây và sẽ có các tỷ trọng 0.75, 0.5 và 0.25 là làm giảm tốc độ xuống. Còn 1.25, 1.50, 1.75 và 2.0 là tăng tốc độ nhanh lên. Ví dụ bây giờ tôi muốn tăng tốc độ nhanh lên gấp 2 lần. Đó, mọi người sẽ thấy âm thanh nó được tăng lên 2 lần, đánh nhanh lên 2 lần. Còn nếu tôi muốn tốc độ đánh chậm xuống thì tôi đánh vào 0.5 chẳng hạn. Đó, mọi người sẽ thấy âm thanh được diễn ra chậm hơn. Điều này rất lợi cho những người mới học guitar, mà nhất là chúng ta. Khi chúng ta mới học guitar thì cái khả năng chuyển nốt nhạc
và bấm cần đàn nó chưa nhanh, cho nên tôi khuyên mọi người hãy sử dụng thật nhiều cái ứng dụng này. Nơi này là nơi có thể dùng để dùng nó để ta học guitar rất tiện. Ta có thể bôi đen từng cái khu vực mà ta muốn cho nó chơi, và ta muốn có thể điều khiển tốc độ nó chơi chậm hay nhanh. Và quan trọng nhất là chúng ta phải cầm đàn lên và chơi cùng với nó. Ở bên cạnh khu vực chỉnh tốc độ thì ta còn có một cái khu vực có tên là tempo. Đấy, đây là nơi mà có thể chỉnh cho ta về tốc độ của bản nhạc nhanh hay chậm nữa. Ngoài cái kia, ở đây 50 BPM có nghĩa là 50 lần đánh trong vòng 1 phút, 50 beats per minute đó. Và nếu mà người chỉnh lên 9 hoặc 100 lần đánh trong vòng 1 phút thì chúng ta sẽ thấy tốc độ đánh sẽ nhanh hơn. Đây, mọi người hãy nghe thử. Đó. Rồi. Cái chương trình này có lợi ích gì khi ta sử dụng nó? Lợi ích thứ nhất là giúp cho chúng ta đọc được bản nhạc mà không cần biết nốt nhạc. Lợi ích thứ hai, nó như là một cái chương trình chơi sẵn một bản nhạc bất kỳ nào đó lạ mà ta chưa nghe bao giờ để ta có thể chơi lại. Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi nhận được một cái file nhạc mới lạ, rất lạ mà tôi chưa nghe bao giờ. Tôi lấy ví dụ là bài giả sử là tôi tìm được một cái file này đi, hoặc bài đó, hai dòng sông tuổi thơ chẳng hạn, tôi mở ra đó. Thì trong file dòng sông tuổi thơ này chúng ta sẽ thấy ở phía trên nó sẽ liệt kê chúng ta khu vực này, khu vực phía trên liệt kê cho ta tất cả những hợp âm mà có thể có xuất hiện trong cái bài nhạc này. Phía dưới này là chính là cái dòng nhạc mà chúng ta, cái bản nhạc mà chúng ta cần chơi. Tuy nhiên chúng ta để ý một khu vực phía dưới này nữa, đó là phía bên tay trái phía dưới có hai cái dòng, một dòng là rhythm guitar và một dòng là string guitar. Cái chỗ này là nơi thường đối với những người viết nhạc, người ta sẽ thường soạn nhạc cho một ban nhạc chẳng hạn. Nếu ban nhạc có hai đàn guitar thì một guitar sẽ là guitar đánh giai điệu và một guitar là guitar đánh đệm hợp âm. Thế còn người ta có thể chọn soạn cho một ban nhạc có rất nhiều, gồm guitar, trống, violon, kèn, saxophone, thì mỗi một dụng cụ nhạc sẽ được trình bày ở trong một cái ngăn riêng như thế này. Và khi mọi người kích vào cái mỗi ngăn đấy thì tương ứng như thế trên bản nhạc cũng hiện ra cái bản nhạc của cái ngăn đó. Ở đây ví dụ tôi tìm một cái bản nhạc, giả sử tôi sẽ tìm một cái bài có tên là bài Hotel California chẳng hạn. Tuy nhiên có thể là không được ghi ở đây. Ví dụ tôi sẽ chọn Roman. Rồi, thì đặt ra một tình huống là mình là người đầu tiên muốn học cái bài chơi guitar cổ điển Roman khá nổi tiếng này, thì mình làm thế nào? Mình mở cái chương trình, mở cái file có cái bài Roman ra. Thì chúng ta có thể thấy là một là biết nốt thì đọc nốt, và nếu không biết nốt thì đọc tab. Chúng ta có thể bôi đen cái khu vực đầu tiên để ta chơi nó. Đó, nếu mà ta thấy tốc độ này nhanh quá, ta có thể cho chậm lại. Ngược lại, nếu ta thấy tốc độ này chậm quá, ta có thể cho nhanh lên. Rồi. Đó, thế thì nhờ vào cái này thì mọi người có thể hoàn toàn có thể tự học được cái một bài nhạc cổ điển bất kỳ nào đó. Chỉ có điều là cái thời gian mày mò của mọi người sẽ lâu hơn mà thôi. Thế còn nếu mọi người có một cái file nhạc mà ở đó có hai cái chắc như mình ở trên, thì chúng ta có thể làm cho một chắc kêu, còn một chắc thì không kêu. Ví dụ tôi muốn cho cái chắc có nylon guitar kêu, tôi ấn vào nút sao, đấy, màu xanh, thì khi tôi mở file lên thì chỉ có cái nút màu xanh được kêu thôi. Mọi người cũng có thể chỉnh được độ to nhỏ của nó ở đây. Hiện tại là ta thấy chỉ có một cái chắc là rhythm guitar nó thấp thôi. Ngược lại, nếu ta muốn được nghe cái phần guitar đệm và không cho cái nốt giai điệu được phát, thì ta sẽ kích vào phần sau cho cái phần guitar giai điệu. Bây giờ ta sẽ nghe thấy chỉ có giai điệu đó, tức là chỉ có phần đệm thôi, ta không thấy phần lời của cái bài hát đã được phát ra. Cái này có ý nghĩa gì? Dành cho hai đối tượng học. Nếu đối tượng nào đang muốn học về guitar đệm hát thì chúng ta sẽ kích vào cái đàn mà đệm và tắt cái phần giai điệu đi, và ta tập, nhiệm vụ ta là tập theo cái phần đệm đấy. Đó.
ta lấy guitar ra và đánh là sao cho nó có giống cái ta điệu này. Khi ta chơi được giai điệu cái phần điệu khá tốt rồi thì có kiểu người thứ hai lại muốn tập là tập solo nốt nhạc, muốn solo giai điệu chứ không muốn đệm, không thì ta kích vào phần solo giai điệu đó. Mọi người nếu không nhìn kịp nốt thì cũng có thể nhìn lên trên khu vực có cái đàn biểu tượng ở đây, ta sẽ thấy rằng mỗi lần con trỏ di chuyển đến đâu thì nốt nhạc sẽ được hiển thị lên trên dây đàn, tên của nốt nhạc và nó ở dây nào cũng được hết, có hết ở ngay ở trên khu vực này, mọi người hoàn toàn có thể làm được. Thế còn nếu ai muốn chơi tập band, ban nhạc, tức là có hai người cùng hòa tấu trong bản nhạc này, thì ta kích vào phần cả hai cùng nghe, ta sẽ thấy là khi đó thì cả hai loại đàn này được cùng chơi, cùng được chơi. Như vậy đấy, cái đối với những người mới chơi chúng ta thì khu vực quan tâm nhất chính là khu vực này, và những cái nút điều hướng ở trên này mọi người hãy tập mày mò và sử dụng nó. Thế còn để nâng cao, mọi người muốn biết thêm, tìm hiểu thêm cái chức năng của chương trình này còn có rất nhiều chức năng khác, ví dụ như là vào phần nốt rồi vào phần chop, hay nói khác là trên bàn phím mọi người ấn phím tắt chữ A thì nó sẽ cho hiện cho ta một thư viện các hợp âm. Ở đây nơi đây là chứa tất cả các hợp âm có thể có trên đàn guitar, có thể coi là không có một hợp âm nào trên guitar của Việt Nam lẫn thế giới mà không hợp âm nào nó không xuất hiện đây cả, tức là đây là nơi chứa tất cả các loại âm, mọi người muốn tìm hợp âm nào đều có hết. Ví dụ bây giờ tôi muốn tìm hợp âm son trưởng, tôi ấn vào chữ R đó, như vậy ta sẽ thấy khu vực bên phải này nó sẽ hiện cho ta rất là nhiều cái hình ảnh và thế bấm khác nhau của cái son trưởng này. Vấn đề của mọi người là có nhớ mà tập theo hay không thôi, chứ còn từ khi nào mỗi lần mọi người mà không nhớ cái hợp âm nào mọi người chỉ được vào đây. Bây giờ tôi không biết cái hợp âm la thứ bảy thế nào, tôi ấn vào la này, tôi ấn vào chữ M7 đó, M7 đó, như vậy tôi sẽ có được hình ảnh, đây là hình ảnh của la thứ bảy đấy. Các số 1, 2, 3, 4 ở đây chính là các số ngón tay của chúng ta, 1 tức là ngón trỏ, 2 là ngón giữa, 3 là ngón nhẫn, 4 là ngón út, và cũng như vậy ta thấy có cực kỳ nhiều thế bấm khác nhau. Bây giờ tôi đặt ra một tình huống là tôi không biết tên của cái thế bấm đấy là gì, nhưng mà tôi thấy có thằng bạn nó bấm một cái thế bấm nào đó lạ hả, tôi có thể tự mình kích vào đây để mình tự tạo ra một thế bấm, thì khi đó bạn nhìn vào bên cạnh bạn cũng có thể biết được nó là những hợp gì. Bây giờ tôi lấy ví dụ nha. Bây giờ tôi giả sử là tôi tìm đến một cái, tôi thấy có thằng bạn tôi nó có một cái thế bấm là, giả sử tôi thấy thế này đi, ngoài ba nốt 1, 2, 3, 4 này tự nhiên nó có thêm một nốt ở đây đó, thì tôi kích vào đây đó, thì sau đó ta đối chiếu sang bên này, ta có thể thấy rằng là đây có nghĩa là đây là mi thăng bát si thăng chẳng hạn, hay là mi S13 bát đô. Nghĩa là đôi khi cái cách phần mềm này nó đặt tên rất là khó hiểu. Thế nếu mà số 4 không có số 4 đấy mà lại có số 3 ở đây, ta đặt số 3 đây, nốt nhạc ở đây bỏ ngay đi đấy, âm thanh đấy thế này đó, thì như vậy ta sẽ thấy à, hóa ra đây là âm đô S9. Ví dụ tôi thấy có một người bấm thế này, một cái nốt ở đây đấy, xong một nốt lại ở đây đó, bỏ hai này đi cái này đấy đó, như vậy tôi có thấy à, hóa ra là người đấy đang chơi âm là mi S9 bát si đấy. Như vậy là bằng cách làm như thế này mọi người có thể tự tìm ra mình tên của một hợp âm bất kỳ, không có một hợp âm nào trên thế giới mà lọt ra khỏi khu vực thư viện âm thanh này. Đây là một trong những nơi mà chúng ta cũng rất nên sử dụng để biết được hợp âm, biết cách sử dụng hợp âm của nó. Ngoài ra còn rất nhiều khu vực khác, ví dụ vào phần sound, vào phần có một cái phần là phần digital tuner đó, digital tuner đây là nơi mà chứa cho chúng ta một cái, chính là một cái chỉnh dây guitar như thường, nó là một cái máy chỉnh dây, mọi người cắm cái guitar của mình vào trong máy tính, hoặc là để trong máy tính mình bắt rồi đánh lên máy tính, cái chương trình này nó sẽ chỉnh dây cho chúng ta biết cách chỉnh dây đúng đó. Hoặc là một chương trình khác, có rất nhiều chương trình hay ho mà mọi người, ví dụ mọi người có thể vào scale đó, scale thì nếu ai học về solo guitar chẳng hạn, hoặc học về lead, nhất là lead về groove hay là ra, chúng ta hoàn toàn có thể học về cấu tạo scale này. Ví dụ ở đây ta thấy có cấu tạo của scale đô trưởng, gồm có các nốt đô, re, mi, fa, son, la, si, đô, và khoảng cách của nó như thế nào. Nếu ta muốn biết là mi trưởng chẳng hạn sẽ có scale là gì thì ta có thể kích vào phần mi trưởng đó, như vậy ta sẽ có nốt mi, nốt fa thăng, son thăng, la, vân vân, rất nhiều. Nó còn có loại thứ hai là scale thứ tự nhiên, rồi là scale của âm dai đấy, xin lỗi, ta gọi scale là âm dai, inoian, rồi doian, fis, rồi midian, rồi nhiều lắm, cực kỳ nhiều. Vấn đề là mọi người có thời gian để mà mày mò không đấy. Tóm lại là nếu ai hứng thú về chơi solo guitar, về lead,
lead guitar thì hãy quan tâm cái khu vực có tên là scale này. Đây đây chúng ta có thể biết được số nốt nhạc có trong scale đấy và cách sử dụng scale đấy như thế nào. Đó, và nó hiện luôn cả cái scale đấy trên cần đàn guitar. Đó, chúng ta không cần phải nhớ cái thứ tự là thế, tay alpha hay beta gì cả, nó hiện hết tất cả đây để mọi người có thể dùng trên này mà chạy, không cần phải tìm trên mạng. Rồi, đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói về chương trình Guitar Pro. Nói chung đây là một chương trình rất hay. Bản thân tôi mỗi lần gặp một bản nhạc mới hoặc muốn cập một bản nhạc mới, tôi thường phải sử dụng chương trình này. Nó giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc chơi nhạc, viết nhạc và giảng dạy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng các bạn có thể sử dụng thành thạo.